Tiến độ dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh tháng 8. Hầm chui Nguyễn Văn Linh, một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực phía nam thành phố. Đây là khu vực giao cắt giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Tình hình hiện tại, tính đến tháng 8, tiến độ xây dựng hầm chui đã đạt khoảng 80% tổng khối lượng công việc. Cụ thể, phần hầm chính đã hoàn thành công tác đào hầm và lắp đặt vòm hầm, dự kiến hoàn tất các công đoạn cuối cùng vào cuối tháng 9. Hạ tầng giao thông xung quanh, đường dẫn vào và ra khỏi hầm đang trong giai đoạn hoàn thiện, trong đó việc trải nhựa và kẻ vạch đường dự kiến hoàn thành trong tháng 9, 2024. Những khó khăn và thách thức. Mặc dù tiến độ đang được đảm bảo, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Thời tiết, mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 đã gây khó khăn cho việc thi công, đặc biệt là công tác đào hầm và xử lý nền móng. Giao thông tại khu vực thi công. Việc điều tiết giao thông tại khu vực dự án cũng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp điều tiết giao thông, nhưng vẫn chưa thể tránh khỏi tình trạng ùn tắc cục bộ. Khi hoàn thành, hầm chui này sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải giao thông cho khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Tầm quan trọng của dự án. Hầm chui Nguyễn Văn Linh không chỉ có ý nghĩa trong việc giải quyết vấn đề giao thông, mà còn là một phần quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của thành phố, kết nối các khu vực đô thị mới và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Nhìn chung, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền và nỗ lực của các đơn vị thi công, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh đang tiến triển đúng tiến độ và hứa hẹn sẽ hoàn thành đúng thời gian, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và thành phố.